Số lần này chúng ta sẽ có 3 món ăn cay nhất ở trên thế giới. Trong danh sách những món ăn cay nhất thế giới mà chúng tôi tìm được có Mexico, Thái Lan và Hàn Quốc. Hai thí sinh sẽ phải tranh đấu nhau để lựa ra ai là người chiến thắng sẽ được nhận về một tờ tiền lì xì của tôi. Còn người thua sẽ phải ăn một món ăn. Và luật chơi của chúng ta trong này sẽ xuyên suốt, đó chính là luật chơi đấu đít. Đấu đít là sao ta? Mày không biết là tuyệt vời. Bây giờ bắt đầu vào món đầu tiên, đến từ đất nước là gần chúng ta nhất, Trung Quốc hay Thái Lan nhỉ? Theo như một khoảng thời gian chúng tôi tìm hiểu được không, thì trong đó thì tôm yum cang thì có nguyên liệu chính là gà, còn tôm yum cung có nguyên liệu chính là tôm. Đặc biệt là lẩu thái tôm yum thì là một trong những cái thức mà quá nổi tiếng tại cái đất Hà Nội của chúng tôi rồi. Cái vị chua cay của nó thì gọi là nhẹ nhẹ thôi. Tuy nhiên là cái này là chị Chi Bủm là mua ở đâu hay là tự chế biến ạ? Em mua ở quán ăn Thái. Gọc Thái cái gì ấy, nó ở bên trên chỗ đoạn Hồ Gươm đó. Sung Thong. Sung Thong à? Sung Thong à? Thong, kiểu nghe kiểu cũng có vẻ thái thái đấy. Nghe cũng là gọi là cặp khuôn cặp tha luôn. Thế là một cái này là nó là bao nhiêu tiền? Tất nhất không ấy, mình đừng quan tâm đến tiền nong được không mình à? Thế thôi, mày không quan tâm tiền nong nhá. À không, ý là anh thôi. Nhá, thế mày nên món này bao tiền? 69.000, 49.000 đến dính. What the... Tao đầu tư 69.000 cho tiền đồ ăn, còn 49.000 tao không đầu tư. Vì vậy mà lượt đầu tiên tôi sẽ lì xì cho hai bạn. Đó chính là 50.000. Thí sinh tư giáo sư chọn tờ nào? Đây, ngoài dùng bên tay trái đi. Đây ạ. Lần này chúng tôi sẽ tinh giản luật bằng việc là các bạn sẽ cộng tổng của hai cái số cuối cùng trong số series của tờ tiền. Và sau khi cộng vào, các bạn sẽ được tự do lựa chọn luật xem là ai lớn hơn hoặc ai nhỏ hơn là người thắng. Thì các bạn muốn lớn hơn hay nhỏ hơn? Mày muốn lớn hơn hay nhỏ hơn? Như là mày. Em nên lớn hơn hay nhỏ hơn đi. Tao không biết, tao không biết. 50.000 đấy ạ. Tết mày. Tuôn đi. Lớn hơn. Nhỏ hơn. Thưa quý vị và các bạn, tôi đã cố suy nghĩ này từ đầu. Ngay sau đây, chúng tôi xin phép trưng cầu ý kiến dân chủ. Và để trận chiến thêm căng thẳng thì chúng ta sẽ ngửi mùi này. Thơm. Mùi như mùi lẩu thái ấy. Thì đúng rồi. Đúng rồi, lẩu thái tôm yum mà. Nhưng mà trong này có thêm một nguyên liệu nữa là bột ớt, họ cho thêm. Ớt này là ớt của Thái hay là ớt của ấy? Anh phải lau sang bên mày, tại vì anh Đức giáo sư mới mua bộ vest mới. Mặc đi quay ngay, mày hiểu không? Đấy, phải thật đầu tư. Tết là phải hoan hỉ, phải sắm sửa quần áo mới đi. Thế anh Đức là có ý kiến gì ạ? Anh không có ý kiến gì, anh luôn tôn trọng ý kiến của trọng tài, của người cầm cân nảy mực ngồi đây. Ai là người nhỏ hơn đúng không? Đúng vậy. Nào. Em nhỏ hơn mà, chắc em thắng rồi. Chị Bủ mấy nút? 10 ạ. 10. Ta 1 mày. Sao lại 1? Đấy, 9, 2 là 1. Ô, tính 10 à? Ô, thế em 10 nè. Nó không biết chơi 3 cây à? 10 là cao nhất ở đây. 10 cao nhất là gì? Thế là thắng đúng không? Lấy nhỏ hơn mà. Nhỏ hơn là thắng mà. Ha. Đấy là cái giá của việc không hiểu luật đấy. Chúc mừng anh Đức giáo sư đã trúng về cho mình 50.000. 50.000 là cũng được là mấy cốc bia rồi. Này, hoan hỉ thôi. Tết nhất chúng ta còn rất nhiều những mệnh giá tiền khác nhau ở đây mà. Đấy. Đúng không? Ok. Đấy mày là mày hơn anh rồi. Cái bát này là 69.000 đồng, anh được có 50 thôi. Đúng rồi. Đây các bạn để thấy là cái này cái nguyên liệu chính của nó là tôm. Và nhiệm vụ của chị Chi sẽ phải ăn hết một chú tôm này, kèm theo là uống hết nước. Còn này là măng à? Nấm. Vâng. Có cay không? Tôm yum là tôm đúng không? Không cay. Yum là chung cay. Tôm yum gai. Tôm yum cai là gà, cay là gà. Tôm yum cung. Cung là tôm. Điều nhỉ? Anh nghĩ tưởng phải là tôm yum gai là tôm, còn gà yum cai là gà. Thế mới chuẩn. Ăn đi. Có cay không anh? Không cay đâu. Anh Đức có muốn thử trước không nhỉ? Đó, xem thử. Cay đâu? Không cay luôn hả? Thế mà người ta bảo là người ta cho thêm một gói một ớt vào rồi. Không cay. Anh ơi, bình thường mình được tiền rồi thì mình cũng không nên được ăn nhiều thế. Ngon đấy. Cay ngứa ở đầu. Ủa thế hả? Đừng nói sớm đi. Đã chố rồi. Chịu đựng nốt đi. Ôi, ở trên này nó lại còn có cả cái lát ớt tươi này. Quả là phong vị của miền Thái. Ê, nó còn có hột kia. Hạt. Hột gì, chuối hột đâu. Nè, nè, Ôi,
ngon mà. Ớt, ớt, ớt. Không sao đâu, không sao đâu. Ớt này nó mới đỏ. Ăn mày quả ớt là phát sau là mày thắng luôn. Ok. Úi dồi ôi, chú tôm, chú tôm, chú tôm, chú tôm. À, chú tôm, chú tôm, chú tôm. Nào, cắn ngang thân chú tôm phát này. Ngon. Một ít nước cho chú em chết ạ. Luôn. Một ít nước cho chú. Ít nước cho nuốt trôi chú tôm. Ừ. Nào, thêm một ít nước nữa nào. Vị chua chua ngọt ngọt, ngon nhé, chả cay gì nào. Với những người thích ăn cay nhá, cái này món này cực kỳ ngon luôn. Ừ, rất ngon luôn. Các bạn nên tôm nhâm cung. Úi giời. Đây, thằng cu lại để chú. À, cay đấy. Cay bình thường, cay bình thường. Anh ăn thử hai miếng ớt cùng một lúc đi. Ớt nó gọi là đặc trưng văn hóa phong vị của Thái Lan. Mày không ăn làm sao là mày hiểu được. Ớt trong này nó chỉ còn cốt thôi. Chứ chất cay nó lan tỏa ra nước rồi. Lan tỏa ra nước rồi. Nhưng mà ăn ngon đúng không? Ngon. Đấy, mặt tươi cười hơn nữa. Mặt tươi cười hơn nữa. Đấy, đúng rồi. Nhưng mà cay lắm. Cay nhưng mà ngon. Ớt cái vuông vuông này là cái gì? Đậu à? Đấy, ăn đậu cho đít to. Được, được, được. Làm chú mực. Này, các cá chua bi ăn cho nó đỡ. Mực. Kỳ tử đúng không? Ôi cá này, trong này không những có ấy, nó còn có cá. Là ăn hết nhá. Ăn hết, mất công mình nấu và mình đi mua rồi mình ăn. Không, 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 đừng lãng phí giấy đấy, cầm một. Đấy. Ui, đúng là làm việc long phọc sướng nhỉ. Bây giờ là không được lãng phí cái gì. Ôi giời. Đồ ăn không được lãng phí mà giấy cũng không được lãng phí đâu. Tí đến anh nhá. Anh nếu mà anh là được mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nếu mà là anh ăn hết. Đúng. Anh ăn hết sạch luôn. Anh Đức quản ăn hộ mày mấy thì à? Đúng rồi, ăn là phải ăn cho hết chứ. Bây giờ mình lãng phí Tết nhất đến nơi rồi. Tết nhất đến nơi rồi. Kinh tế xã hội thì đói kém. Dân chúng thì còn không có tiền để mà mua đồ. Mày lại lãng phí đồ ăn. Không phải ai cũng sướng như mày đâu nhá. Tao thật mày luôn. Còn bao nhiêu người mà kia kìa, người ta không có mà ăn. Người ta có mà ăn. Đấy, nói không thèm là nói lại một câu không thèm là vâng ạ hay là thế nào kìa. Bác Đức xem nào, con cháu này chết. Thôi, thế chịu rồi. Hết thuốc chữa. Cay. Cay. Thế chị sẵn sàng được đến món thứ hai không ạ? Em sẵn sàng nhờ món thứ hai cho anh Đức, món sau sẽ thắng. Ok. Đấy. Không có nhường người lớn tuổi. Em nhường món ăn làm gì? Di chuyển đến khu vực Nam Triều Tiên, chúng ta có món gì thưa quý cô chi? Gà sốt cay Hàn, bù đắc. Gà rán bù đắc là một trong những loại gà rán nổi tiếng ở Hàn Quốc. Ở Hàn sẽ có loại gà rán không cay, thường gọi là chimek, và loại gà rán cay. Trong đó gà rán cay cấp độ cao nhất chính là bù đắc. Gà rán bù đắc làm từ những miếng gà tươi ngon, chiên giòn đều, kết hợp với nước sốt cay sánh đặc biệt. Mày copy trên Google về đúng không? Không, em Facebook mà. Em thấy bảo là người lớn thì người ta phải tìm trên Facebook, thôi em lên Facebook tìm nữa. Có nâng cấp, có sự nâng cấp. Văn đấy là văn của mấy chị ở trong mấy cái hội ăn vặt Hà Nội các thứ. Tức là văn của reviewer booking đấy. Không, văn của chị chủ quán. Tức là văn booking thuần đấy. Rồi. Văn chạy sale đấy. Thôi được rồi, để tao đọc vào. Cứ nhảy vào mồm các cụ nói. Anh vừa bảo là phải trả lời. Nói một câu, cãi một câu. Ồ, thật khó với trả cháu. Sở dĩ bù đắc có vị cay do phần nước sốt được pha chế từ bột ớt chiu yang, loại bột ớt cay và cay hơn rất nhiều so với ớt bột thông thường. Cùng với đó thêm vào tương ớt gừng tỏi. Khác với các loại gà rán khác ăn kèm với gà rán bù đắc thường là bánh gạo thái lát hoặc là phô mai, khiến cho món ăn trở nên thêm phần hấp dẫn. Chắc là tôi là chủ chương trình thì tôi sẽ thử trước cho các bạn để đánh giá xem là nó cay hơn hay là nó cay bằng so với cái mì cay rất cay của em. Nghĩ là nếu mà em ăn thì nó sẽ cay hơn, mồm em cay lắm mà. Anh thấy chắc cũng không cay đâu. Mùi như xôi gấc. Hàn ăn cay cay kém vậy sao? Xôi gấc ta. Cái này là mua hay là mình tự chế đây? Mua mà. Mua ở đâu? Mua ở quán Hàn. Cái gì nhỉ? Đúng rồi, Shopee Food. Tức là cái này mày đúng không? Cái này là mày cay quá là mày không ăn được đúng không? Là mày nhớ anh Đức là từ đầu clip rồi đúng không? À khoan đã. Mày em tưởng là mình phải tranh đấu.
Thế mà anh nhường ấy rồi. Ăn đi anh, ngon lắm. Ngon lắm. Ừ, ngon lắm. Không cay à? Ừ, chua chua ngọt ngọt. Cay gọi là mức độ cay còn thậm chí còn kém so với việc là nem chấm tương ớt, nem chua chấm tương ớt của mình. Ừ, tương ớt cay hơn. Ừ, ngon. Chí bùm đang cay rồi. Thậm chí là đang cay mà ăn cái này vào còn đỡ cay. Thế hả? Ừ. Làm miếng không? Này làm miếng cả rán bưu đắc này. Ngon mà. Ngon. Chắc là vừa rồi mẹ ăn phải miếng ớt rồi. Này, A à, này. Ăn đi. Em nhìn thấy rồi nè. Lại kỳ tử ha. Kỳ tử. Ngon nhỉ? Không cay. Thậm chí là không cay bằng cái món Thái kìa. Chị bố ơi. Làm miếng này. Đúng mẹ là long đốt, bây giờ anh đốt, mày phải ăn. Ơ, mày lại... Mày có sự phân biệt đối xử à? Em phân biệt người mặc vest. Mày phân biệt giai cấp à? Mình ăn có thấy cay đâu, chứ bữa ăn cay. Hay lắm nhá, rõ là ăn gà mà em nhai như ăn rau ấy. Nó cứ có cái tiếng rột 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 lắm. Ừ, trong thì có rau mà, rau ớt ấy. Ngon quá, ngon quá. Tuyệt vời quá. Xong rồi. Món thứ ba. Món thứ ba Mexico. Cái thế. Đừng nhá, tất cả không ăn nhá. Không phải mỗi mình này ăn đâu nhá. Mà bao nhiêu ớt ở trên cái đĩa này em ăn hết đâu. Đâu? Còn đâu? Láo nào. Này, cho nó một ít sốt để nó liền. Ủa? Em... Không, món thứ ba đi ạ. Ê, ta không, ta đi rửa tay đã. Từ nào? Chúng ta sẽ đến với Mexico, thiên đường của những món đồ ăn cay nhất thế giới, của những loại ớt ác quỷ nhất thế giới. Và đó là món... ớt. Nó là ớt thật mà. Nó là ớt chiên à. Ớt chiên à? Ớt á. Wow. Bên trong là ớt á? Trong là ớt, ớt băm nhuyễn. Quá tuyệt vời. Món này là chili poppers của Mexico. Chili popper là loại ớt jalapeno kẹp phô mai chiên giòn. Như các bạn đã thấy thì ở những cái số thử thách dạ dày lần trước của chúng tôi đã có đề cập đến tương ớt jalapeno là một trong những loại tương ớt có thang điểm cay rất cao. Giống ớt jalapeno, chili jalapeno là một trong những giống ớt phổ biến ở Mexico bởi vì cay nồng không lẫn vào đâu được. Vỏ dày, ít hạt, hạt dễ tách rời. Ớt jalapeno có màu xanh lục. Ớt này nhồi phô mai có vị cay hòa quyện cùng với ớt béo ngậy và phô mai chiên trong dầu tràn đầy trong miệng vô cùng hấp dẫn. Nó copy ở đâu cái lần này hay hẳn luôn đấy nhá. Chắc là Google rồi. Facebook. Ở bên trong là ớt rồi đó. Ớt băm nhuyễn. Đây. Nó không phải là một quả ớt hẳn đâu mà nó băm ra ấy. À, người ta băm nhuyễn xong bắt đầu người ta trộn cùng với phô mai. Toàn mùi là bột ngô với cả mùi hăng của ớt, nó có mùi hăng của ớt. Không cay à các bạn. Không tin nữa. Ngon lắm. Béo ngậy. Không cay. Đấy, không cay thật. Thế là không cay thật. Thế chơi nữa không? Chơi chứ. Vì món này không cay, thế nên lượt cuối cùng chúng tôi sẽ trao treo thưởng là... Anh đừng thấy hấp dẫn không? Bây giờ cho nó chọn tờ đi. Rồi, ở đây chúng tôi có 2 tờ 1.000. Thì thí sinh Đức chọn tờ bên trái hay tờ bên phải? Đây, anh lấy ngay bên cái tay của anh. Ok. Ok. Thế bây giờ chị thích là lớn hơn hay là nhỏ hơn ạ? À? Lần này tôi cho chị chọn. Vì chị ăn cay nhiều quá à. Lớn hơn đi ạ. Lớn hơn đúng không? Lớn hơn đúng không? Vâng. Mày bao nhiêu? 7 ạ. Ông 7 nốt. 7 nốt. Ừ. Thế thì chúng ta tính theo cái số thứ tự, theo số tự nhiên đi. Tức là mày chỉ cần hiểu là bây giờ là số tự nhiên của ai lớn hơn thì người đấy chiến thắng. Ý là cái số tự nhiên gì? Mày chỉ biết mày thua hay thắng. Tức là cái số series cuối cùng là số tự nhiên nào lớn hơn thì số ấy thắng. Okay. Đồng ý không? Đồng ý ạ. Ok, thế mày thua rồi. Của mày là 34, còn của ông Đức giáo sư là 43 thì quý vị. Không hiểu lắm đâu ấy. Ôi giời, vội tụt thế. Phải nhét cả miếng hả? Ừ, nhét cả miếng vào ăn chứ còn kiểu là ăn cái dứa ra xong bắt đầu ăn nó cứ bị lọp bọp vậy nghe. Thế à? Chán. Ừ, đúng rồi. Mày sẽ thấy cái vị phô mai, cái ngon nhất thì mày lại vứt ra. Đấy.
ăn đấy sung sướng hẳn đấy. Ui giời, đang nhìn mặt vui hạnh phúc nhỉ, đang thẩm vị đúng không, thẩm vị đúng không đấy. Ui cười kiểu giống như kiểu thưởng vang nhỉ. Sao lại nhắm mắt. Còn hai cái nữa, cố gắng lên ạ. Bây giờ nó không phải là nếu mà ăn một cái này nữa thì anh Đức giáo sư sẽ ăn một cái còn lại. Bây giờ nó không phải vấn đề về cay nữa rồi, mà nếu nó mà vấn đề về no. No cái gì? Nếu mà mày ăn một cái nữa thì anh xin đảm bảo mày là anh Đức giáo sư sẽ ăn cái còn lại. Ok. Ok. Có chắc không? Chắc. Cái gì nó cũng phải hỏi là có chắc không, nó mất niềm tin cuộc sống phải lắm rồi ấy. Đưa vào hướng này cho nó lợi cam này. Đấy, anh Đức giáo sư muốn ăn không? Không. Không thôi. Đấy là một bài học cho lứa tuổi trẻ khi mà bạn đứng trước những cái ngã rẽ cuộc đời. Nhưng cay cay thật đấy à? Nó cay bình thường thôi, nhưng chi là kiểu nó bị combo cay rồi. Cay bình thường, anh ăn hết đi mà xem. Ăn hết đi, lại còn bỏ mứa lại nữa. Cay. Nhiều lúc biết nhiều quá không tốt đâu, hiếu kỳ quá không tốt đâu. Editor là nhớ là giảm cái tông. Đó là một bài học đầu năm dành cho các bạn nhỏ. Thứ nhất là đừng nên hiếu kỳ quá. Cái thứ hai là đừng nên quá tin người. Chị có cảm thấy thoải mái với số ăn cay lần này không? Có vã mồ hôi không? Có cảm thấy là máu trong người lưu thông không? Nó tắc ở lòng tin rồi. Đó là số đồ ăn cay lần này và hy vọng các bạn sẽ thích. Và còn có những món đồ ăn cay nào các bạn muốn tìm hiểu không? Hãy cùng với chúng tôi đón xem trong số lần tới của thử thách dạ dày. Xin chào và hẹn gặp lại.